Chào mừng cô chú anh chị đã xem kênh ạ. Hôm nay em xin giới thiệu với cô chú anh chị cái lô bồng bông châu bên em. Dạ hàng này ba cơ chú anh chị. Đó. Hàng này cô chú anh chị trồng cái là nó cứng cáp và nó phát triển liền nhanh cô chú anh chị. Đó. Bên cạnh đó bên em có cung cấp cây giống nha cô chú anh chị. Dạ. À, cái vành gốc thì cỡ tính sát đất luôn, cỡ ngón giò ngón tay cái của em nha chú anh chị. Dạ đây, chiều cao tính từ mặt bao đi lên đây. Dạ. Cho chú anh chị chìm ngắm. Bồng bon thì của chú chị có thể là trồng sen vào những cây ăn trái của mình, có thể kết hợp bộ mô hình là dừa và bồng bon, măng cục và bồng bon. Vì đặc tính ưu việt của dòng bồng bon thì nó chịu nắng 50% của chú chị. Của chú chị trồng mà phun nắng 100% thì có hiện tượng chai lì và cây nó quá gỗ, thành ra nó chậm phát triển còi cọc, nhưng mà nó sẽ nhanh trái, nhưng mà nó dở cái là nó còi cọc như em nói, thành ra năng suất nó không cao bằng của chú anh chị trồng trong những cái bóng râm mát mát chút xíu cỡ 50%. Và của chú anh chị có thể là trồng phun nắng được, nhưng mà lúc giai đoạn đầu về của chú anh chị nhận cái giống thì của chú anh chị mạnh dạn về cặp cây giùm em tránh hiện trạng bị lách bo và cho cái đọt nó thẳng lên. Thứ hai nữa là che chắn giảm độ nắng giùm em, nó là lần cô chú anh chị nào trồng mà phun nắng, vì cây nó quen nó thuần rồi, tầm khoảng 1 mét 1 mét mấy tới lên thì nó phát triển, rồi chú anh chị hãy bỏ ra thì nó tốc độ phát triển nó nhanh hơn. Tránh hiện tạng về của chú anh chị cứ trồng liền thì nó lì lắm, chú anh chị nó không lên đọt, nó lì và nó bị chai, nó bị sượng á của chú anh chị đó. Và đặc điểm nữa là bên em là nuôi ở trong nhà hơn, nó hơi mát đó, cây nó mới khỏe, lá bự to, thành ra về của chú anh chị trồng liền là nó có hiện tượng nó nắm nắng lệ nắm lá liền. Tránh hiện trạng đó thì bên em xin lưu ý cho chú anh chị để khắc phục hiện tượng đó. Đó. Và hàng ghép bo nhanh cho trái tầm cỡ tầm này thì của chú anh chị tầm cỡ 2 năm rưỡi đến 3 năm nữa thì nó cho mình lá bó lá tái, những cái buồng trái đầu tiên đó cho chú anh chị chìm ngắm đó. Đó. Vành gốc đây như em nói là đây nó chói nắng quá đó. Đó. Cho chú anh chị chìm ngắm cùng em nha, cây bo mập khỏe đó. Bên cạnh đó là bên em có những cái gốc lớn hơn, nhưng mà của chú anh chị làm vườn thì em khuyên như chú anh chị mình nên lấy những cái thằng cây roi này, nó ngon nhất. Tại vì nó lớn cái là đầu nó liền cốt liền lại là nó phát liền luôn của chú anh chị. Còn những cô chú anh chị mà trồng biệt thự sân vườn cây cảnh sưu tầm chơi thì mình trồng những gốc bự đó. Còn mình trồng làm vườn kinh tế quy mô thì mình cây roi này nó ok nhất. Và dạ, tại vì nó sau này nó bo ghép nó liền lạc thì sẽ nó tiêu biến những cái dòng này thì nó liền cốt như gin luôn đó. Những điều bên em xin lưu ý đó. Và miễn mà những cái dòng cây lớn thì chú anh chị nó giá thành nó sẽ cao, vì tỷ lệ bứng gốc bo ghép để hao hụt rất là nhiều, nên thành ra giá thành của những cái cây bứng thì rất là cao tiền đó. Cây bứng mà gốc lớn á đó. Còn mà của chú anh chị mà làm vườn thì những cái bạn này thì giá thành hợp lý và vừa phải nhất đó. Rồi cần cái giống bồng bon Thái xin liên hệ bên em. Dạ hàng này hàng ba cơi đó, nó bo gốc ngập khỏe. Rồi em chân thành cảm ơn của chú anh chị xem kênh, em kính chúc của chú anh chị nhiều sức khỏe. Nó có cần bồng bon giống thì xin liên hệ bên em nha.